Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi và gia đình rất vui mừng và vinh dự được quay trở lại Việt Nam, nơi chúng tôi đã từng làm việc cách đây 15 năm. Khi đó, tôi có ấn tượng sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam tuyệt vời, cũng như tiềm năng của mối quan hệ giữa hai quốc gia. Sự chuyển đổi từ mối quan hệ song phương thành một mối quan hệ hữu nghị, chặt chẽ và quan hệ đối tác, toàn diện thật đáng kinh ngạc. Tôi vinh dự được Tổng thống Biden trao cơ hội quay trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc quan trọng mà hai quốc gia chúng ta đang cùng nhau thực hiện, đồng thời phát huy hơn nữa những nỗ lực của rất nhiều người dân ở cả hai quốc gia chúng ta. Sự gắn bó giữa nhân dân hai nước rất chặt chẽ và đang ngày càng phát triển. Hàng năm, Hoa Kỳ hoan nghênh 30.000 sinh viên Việt Nam sang du học, và Việt Nam sắp tới sẽ lần đầu tiên chào đón các tình nguyện viên tổ chức hòa bình. Những thách thức do đại dịch toàn cầu gây ra chỉ đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Chúng ta đang hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh một cách có trách nhiệm, mở rộng thương mại song phương, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, và bảo vệ môi trường cũng như tài nguyên phong phú dồi dào của chúng ta. Tôi rất phấn khởi khi được ở đây làm việc với các bạn để ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.